Ok, xin chào anh em, rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Đầu game cho ba con dơ so. Lóc lại. Lừa đấy nhỉ? Không anh em ạ, đương nhiên rồi. Ngày hôm nay là ngày 27 tháng 2, ngày thầy thuốc Việt Nam. Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam, tôi xin gửi đến các y bác sĩ, các anh em làm y bác sĩ ở trên kênh, lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành nhất. Đối với tôi, các anh em y bác sĩ đều là những chiến sĩ ở trên cái mặt trận mà bảo vệ cho cái sức khỏe của tôi cũng như là tất cả mọi người. Chính vì thế là tôi mong rằng là các anh em y bác sĩ sẽ luôn giữ vững được cái niềm tin, cái sự tâm huyết, cái lòng yêu nghề, hoàn thành tốt cái sứ mệnh là bảo vệ sức khỏe của tất cả mọi người. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đặc biệt là các anh em y bác sĩ ở trên kênh, anh em Nguyễn Đình Hiếu, anh em Trần Ngọc Thăng, anh em Đặng Minh Trung, anh em Nguyễn Trung Đức nhá anh em nhá. Đấy, tôi có một vài anh em mà tôi biết, còn có thể là có các anh em khác cũng làm y bác sĩ nhưng mà tôi không biết, tôi có chúc chung chung như thế. Đấy, còn anh em nào mà tôi biết thì tôi chúc riêng nhá. Rồi, và đầu clip thì tôi cũng xin được cảm ơn các anh em Nguyễn Đình Hiếu, anh em Nguyễn Bá Hưng và anh em Bùi Quân Thạch đã donate ủng hộ cho kênh. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều. Rồi, và ngày hôm nay thể theo nguyện vọng của rất nhiều các anh em có mong muốn là tôi sẽ một lần nữa chơi cái bộ 9 Warrior kết hợp với cả chiến binh cuối cùng, đó chính là cái con ốc. Đấy, bởi vì là hai cái trận trước thì tôi vẫn coi như là thể hiện, nhưng mà tôi thể hiện quá hay rồi. Đấy, nên là có thể là trong cái trận này nó sẽ không hay bằng những cái trận trước, thì cũng mong anh em là thông cảm nhá. Đấy, bởi vì hai cái trận trước là quá siêu phẩm rồi, quá hay rồi. Nhưng mà tôi cũng muốn là, mặc dù là anh em có yêu cầu đấy, tức là theo cái nguyện vọng của anh em, nhưng mà tôi thực ra là tôi vẫn muốn là có thêm một cái trận đấu nữa, để làm sao để phô diễn được hết cái sự thông thạo cũng như là cái hay ở trong cái con game này. Không phải là trong cái đội hình này nhá, tôi xin nhắc lại một lần nữa. Hai clip trước tôi cũng đã nhắc đi nhắc lại rồi, và cái clip này tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa là cái đội hình này là một cái đội hình yếu nha anh em nhá, và nó rất là khó chơi, khó xây dựng, phải một cái người rất thông thạo và am hiểu về game mới có thể chơi được. Nên là anh em đừng có thử làm gì cho nó mất công nhá, tôi nói rồi. Đấy, mà sau hai clip của tôi là có rất nhiều ông thử, sau đó có confirm cho tôi, có gửi tin nhắn cho tôi. Đấy, hôm qua có anh em bảo với tôi sáng nay có anh em nhắn tin bảo tôi là thử rồi. Đấy, cũng ngon. Đấy, nhưng mà lại không lên xây dựng theo kiểu của tôi, mà xây dựng là xây dựng theo kiểu là 6 Warrior đầu game xong rồi kẹp ốc vào, chơi 6 Warrior kẹp ốc thì nó dễ chuyển hơn 9 Warrior fake. Nhưng mà thực ra thì cũng không phải nhá. Tôi chơi thì ok, cái điều mà anh em chia sẻ với tôi nó đúng. Đấy, nhưng mà nó chỉ đúng trong trường hợp là tôi có 6 con Warrior và nó có con lên 2 sao thì mới chơi thôi. Còn như đây, ví dụ như cái bài này này, anh em thấy không? Bài nó không hề ra như thế thì làm sao tôi có thể chơi được, đúng không? Thì cái này nó là vì là cái bộ là tôi đã có một cái kịch bản và tôi xây dựng rất nhiều những cái kịch bản khác nhau rồi. Đấy, nên là tôi thực ra nó cho con gì tôi cũng chơi được hết thôi. Như tôi đã chia sẻ với anh em từ hôm qua đấy. Đấy, chính là tôi thì thực ra là tôi dựa vào những cái bài mà tôi được cho. Đây, ví dụ như là con bây giờ nhá, tôi Heaven Bomber lên được 2 sao đúng không? Chơi luôn. Đấy, mặc dù là không có Warrior, chứ còn không hẳn là phải là 6 con Warrior đầu game sau đó kẹp ốc vào rồi kẹp kẹp các thứ xong rồi chuyển dần sang 9 Warrior thì nó dễ. Thì đúng thật là chơi như thế thì nó dễ thật. Đấy, nhưng mà đâu có phải trận nào cũng chơi như thế đâu, đúng không anh em? Thì ý tôi muốn nói là gì? Là tôi ra những cái clip như này để anh em thấy cái sự xoay sở của tôi. Đấy, cái độ thông thạo của tôi đầu game. Đấy, bây giờ nhá, đồ như này nhá. Đấy, thì bây giờ chốt cái gì này? Cướp điên, đúng không? Đấy, ok. Rồi, tạm thời nó sẽ là thế, bởi vì có thể tôi sẽ chuyển sang 6 Assassin sớm thôi. Đấy, nhờ có những cái con mech, sau đó thì tôi sẽ roll được ra 3 Assassin trước đã này. Đấy, sau rồi 6 Assassin này, rồi 9 Assassin fake. Đấy cũng là một con đường nhá, như tôi đã chia sẻ rồi. Và thậm chí là nó có thể là Greater. Anh em hiểu không? Anh em chắc là cũng hiểu ý tôi thôi. Greater này. Đấy, rồi gì nữa? Rồi có thể nó là Warrior như anh em nói. Mà thậm chí là nó có thể nó sẽ là mết nhá anh em nhá. Như anh em đã thấy ở cái trận trước tôi còn chơi mết cơ. Mà anh em biết là khi mà tôi đã chuyển từ cái bộ mết sang cái bộ 9 Warrior ấy. Đấy, từ bộ mết nhá, hoặc là cái bộ God mà tôi chuyển được sang bộ Warrior thì có nghĩa là tôi đã quá là thông thạo rồi. Có nghĩa là nếu mà tôi đã chuyển được cái bộ đấy sang bộ Warrior thì còn cái bộ nào mà tôi không chuyển được đâu anh em nhá. Thế nên là đấy là nó chỉ là một cái, nó gọi là cái cách xoay sở thôi. Đây, ví dụ như là cái bài này nhá, đúng không, nó cho tôi mấy cái con Warrior nhưng mà tôi không mua nữa. Bởi vì làm sao anh em biết không? Anh em biết tại sao tôi không mua Warrior nữa không?
Có một cái lý do rất đơn giản đấy, tôi nếu mà tôi ghép cái dép giáp thép ấy, hoặc là ghép cái giáp xoay, hoặc là ghép cái chén thánh đầu game thì tôi sẽ chơi warrior. Nhưng bây giờ tôi cái món đồ của tôi ấy, nó là hai cái dao đấy, nên là nếu mà tôi chơi warrior chắc chắn tôi sẽ không đánh được chuỗi thắng. Tôi nói luôn nhá, là không bao giờ đánh được chuỗi thắng nếu mà warrior cầm dao đấy, nên thế nên là tôi không mua nữa, và tôi quyết định tôi sẽ chơi theo cái đồ, và cũng như là kết hợp là có một con heaven bomber 2 sao sớm từ đầu đấy nhá anh em nhá. Đấy là một cái sự tận dụng những cái gì mà tôi được cho, những cái đồ mà tôi được cho này, những cái quân bài mà tôi được cho này. Đấy, tự nhiên nó lại mạnh, anh em thấy không? Mặc dù là đây là cái sự kết hợp không có một cái Celesi nào ở trên bàn cờ nhá. Đây là anh em này. Đấy bây giờ nhá, chúng ta có thể là đá sang Clive được không? Được chứ, đá sang Clive được luôn anh em. Đây nha, bây giờ ra một con Avezo Clive, một con Akali. Đây là một cái chắc chắn là tôi sẽ chuyển sang Clive đấy anh em ạ. Rồi nhá, không có ngại nhá anh em nhá. Đây, tận dụng hết anh em nhá, chúng ta sẽ tận dụng hết tất cả những cái gì mà chúng ta được cho và có cái cơ hội phát triển. Đấy, ở trong cái tờ giấy tôi để bên cạnh ở tôi đây là nó cũng có cái hướng là rẽ theo hướng Clive nhá anh em nhá. Rồi, round này thì tôi chưa bỏ cấu ra đâu, tôi vẫn rất là muốn câu gấu. Đấy, từ từ đã, như này ngon hơn. Bỏ hai con Clive vào chưa chắc đã mạnh bằng thế này đâu. Bởi vì làm sao, cái con Wing nó đóng vai trò là gây đam ở đằng sau. Con Wing này nó gây rất nhiều đam đấy anh em ạ, không ít đâu. Nên là tôi quyết định là tôi vẫn giữ con Wing ở trong đội hình. Từ từ đã, khi nào chúng ta có 4 line thì chúng ta sẽ bỏ con Wing ra. Còn bây giờ chưa bỏ được. Ok, anh em thấy chưa, rất mạnh đúng không? Đấy nó kinh nghiệm, kinh nghiệm đấy anh em ạ. Đây rồi anh em ơi, 4 line ở đây nhá. Chưa có ốc nha anh em nhá, đây là hoàn toàn chưa có ốc đâu. Nhưng mà tôi vẫn coi như là nói trước với anh em luôn, đấy là vẫn sẽ là cái bộ siêu phẩm nha anh em nhá. Chuyển sang warrior ốc thôi. Và nếu mà tôi không nói trước cho anh em thì chắc chắn là anh em nhìn này anh em không bao giờ anh em đoán ra được, đúng không? Đấy, đây chúng ta có 4 line, chúng ta bỏ vào luôn. Chơi kiểu gì nó cũng sẽ ra cái bộ đấy thôi anh em ạ. Đấy hôm nay nhá, đây tôi ghép luôn cho anh em cái này cho anh em sợ luôn này. Anh em đã thấy sợ chưa? Anh em đã thấy sợ cho tôi ghép luôn hả? Hai tia luôn. Tức là tôi thậm chí là cái đồ nhá, tôi còn chưa lấy cho con ốc cơ. Nên là nếu mà cái trận đấu này nhá mà tôi không nói thì chắc chắn là anh em không biết được là tôi sẽ chơi con ốc là warrior ốc, đúng không? Đấy, nhưng mà tại làm sao? Thôi thì tôi nói cho anh em bởi vì là anh em đã xem tập 1 và tập 2 rồi. Đấy, còn nếu mà anh em chưa xem tập 1, tập 2 thì tôi nghĩ là anh em nên dừng lại clip này. Và anh em tìm cho tôi tập 392 và 393 nha anh em nhá. Toàn là những siêu phẩm thôi, anh em cứ tin tôi. Tất cả đều là những cái siêu phẩm xây dựng cực kỳ hay trong giai đoạn đầu game, giữa game cũng như là chuyển đội hình vào cuối game. Mà anh em tôi nghĩ là nó sẽ giúp ích cho rất nhiều các anh em mà đang trình cao rồi thì lên tham khảo nhá. Còn anh em mà mới chơi thì nó sẽ xem là hơi khó hiểu một chút. Đấy, thì anh em sẽ cần phải xem nhiều clip khác của tôi để có thể là thông thạo hơn. Đấy, còn các anh em mà trình cao rồi thì anh em sẽ hiểu được cái cách vận hành, thì anh em có thể xem, nó rất hay đấy. Rồi chúng ta sẽ đến với cái con game này nhá anh em nhá. Con game ngày hôm nay tôi cũng nói luôn là con game ngày hôm nay thì nó cũng sẽ giống như là cái đội hình mà chúng ta form ở giai đoạn cuối game của những cái tập trước nha anh em nhá, tập 1 và tập 2. Tuy nhiên ở cái tập 3 này thì nó ra bài ở đầu game, nó ra hơi khác một chút. Nhưng mà không sao, tôi sẽ tận dụng. Rồi thôi tôi bỏ gấu à, kiếm sách luôn anh em ạ. Tầm này nó chả tham gấu làm gì nữa. Anh em thấy là tôi rất tận dụng luôn. Mặc dù là đầu game là tôi xác định là tôi ghép một cái tôi lấy hai cái dao. Anh em nhớ không? Anh em có nhớ đầu game tôi lấy hai dao không? Tại làm sao mà tôi lấy hai cái dao? Bởi vì lúc đấy tôi xác định là cái gì? Lúc đấy tôi xác định là tôi sẽ lấy đồ cho con ốc, nó sẽ làm cái cướp điên cho con ốc, anh em hiểu không? Đấy, nhưng mà có phải là trận nào nó cũng như thế đâu. Có phải là trận nào nó cũng giống như một cái anh em nào đấy nhắn tin cho tôi, bảo tôi là tại sao mà ông không có chuyển bài, không có xây dựng từ cái bộ 6 warrior, sau đó kẹp thêm ốc vào level 7, sau đó đánh từ tốn lên 8 rồi chuyển sang sang Warfake. Không, làm sao mà chơi được như thế. Anh em nhìn là anh em biết là trận này không chơi được như thế rồi, đúng không? Làm gì có 6 warrior mà chơi đâu. Đấy, nó đâu có dễ dàng để mà có thể là nó ra bài như thế để tôi có thể chơi được. Đấy, bài nó không phải là nó ra theo ý mình được, mà mình phải dựa vào những cái gì mà mình được cho để mình tận dụng, để mình chơi. Đấy, thì tôi đang làm cái điều đấy nha anh em nhá. Round sau gặp Lechalia.
Lechalia. 6 Warrior đây này, anh em thấy không? Đâu có dễ, trận này còn có hai ông chơi Warrior, 6 Warrior kia kìa. Đâu có dễ để chúng ta có thể lấy được cái bộ Warrior đầu game đâu anh em. Chúng ta phải tận dụng thôi, đá qua một chút sang cái bộ khác. Đấy, tôi đang làm cái điều đấy. Nếu tôi sẽ tận dụng tất cả những gì tôi được cho nhá anh em nhá. Gấu này có thể chơi được này. Đấy, anh em thấy là từ cái con dao, hai con dao tôi ghép ở cấp điên ấy, bây giờ tôi chia thành hai cái món đồ. Đấy, bây giờ tôi có là cái gì? Tôi có là một cái hai tia và một cái món đồ ở đây. Đó là cái hút máu. Chắc chắn là sẽ là hút máu rồi anh em ạ. Tôi sẽ chia làm hai cái món đồ và cái dao kia tôi sẽ giữ lại cái cấp điên sau. Đấy. Sẵn sàng là có thể thay đổi cái kết cấu của cái món đồ mà chúng ta định ghép luôn. Để làm nào để có thể là đánh giữ máu, đánh chuỗi. Chuỗi thì khó, trận này hơi khó. Nhưng mà giữ máu thì tôi nghĩ là được. Trận này công nhận là đối thủ là nhiều người to anh em ạ. Đến lỗi mà tôi bây giờ tôi gặp cái thằng mà nó đang có chuỗi trừ 3 mà tôi cũng phải up cấp lên đây này. Tôi không dám là để ở cấp 6 luôn. Đấy mà tôi phải up cấp lên cấp 7 à thôi luôn đấy. Đấy anh em biết là bài của bọn nó to như nào. Tôi nhìn phát là tôi biết ngay là cái sức mạnh của đội hình là nó như nào. Đấy. Đây rồi. Gấu 2 tận dụng luôn anh em ạ. Tận dụng luôn anh em nhá. Đấy bây giờ tôi lại hỏi anh em là nếu mà anh em muốn tôi là xây dựng là thấy theo cái kiểu là dễ chơi theo cái kiểu là gì? 6 Warrior ấy, xong kẹp với con ốc ấy thì chắc chắn là cái con gấu ấy tôi sẽ không mua rồi. Đấy tôi sẽ bỏ qua rồi, đúng không? Thì đương nhiên là level 7 thì làm gì có chỗ mà kẹp gấu nữa. Đấy cái vấn đề cái lý do là tại làm sao đây anh em? Đấy là lý do là thông thạo của tôi so với anh em nó hơn. Cái độ thông thạo khi mà tôi đã luyện cái bộ này tôi nói rồi mà. Thông thạo 10 nha anh em nhá. Luyện tới tầng 18, thông thạo 10. Đấy. Nó đã gọi là gì? Trình độ thượng thừa anh em nhá. Luyện đến cái tầng cao nhất rồi. Nên là bây giờ ấy, cái tầm này thì nói thật với anh em là chơi cái kiểu gì rồi tôi cũng sẽ chuyển được qua cái bộ đấy thôi anh em. Đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là hôm nay tôi sẽ làm cái video clip này là video clip cuối cùng nha anh em nhá, phần cuối. Đấy, sau đó tôi sẽ chuyển sang những cái lineup khác nữa. Bởi vì thực ra anh em cũng biết bây giờ kiểu nhiều fan ấy yêu cầu đấy, nhiều các anh em fan hội viên đấy, yêu cầu bộ này bộ kia, các anh em donate cho tôi yêu cầu bộ này bộ kia, nhưng mà thực ra là tôi đấy, tôi vẫn chưa chơi bởi vì tôi đang cuốn vào cái này quá, nên là lốt cái tập hôm nay rồi tôi lại tiếp tục tôi lại trả nợ các anh em hội viên. Rồi ok, bây giờ nhá, Clay không ra đúng không, bây giờ một phát là đá luôn sang là Human đấy, bởi vì làm sao tự nhiên ra lại ra con già, ra con Flame anh em thấy không? Thì bây giờ tôi lại không chơi live nữa, tôi lại bây giờ tôi chơi 6 human cơ, bây giờ thiếu một con thôi. Bây giờ ra con dragon hay ra con sói đều chơi được hết này. Đấy. Nó gọi là mắc tận dụng luôn đấy anh em ạ. Ra con gì chơi con đấy. Đấy, ra con gì chơi con đấy luôn, không ngại. Tôi ra bất cứ con nào tôi chơi con đấy luôn. Đấy trận này anh em thấy không? Có rất nhiều thằng là nó chơi là Warrior. Tôi gặp là hai thằng chơi Warrior rồi. Nên bây giờ mà chúng ta lại coi như là xây dựng cái bộ Warrior cùng với họ thì chết ngay anh em ạ. Chuyển từ từ thôi, cứ bình tĩnh. Tôi lại đánh được chuỗi thắng rồi đây này anh em thấy không, cứ quay đi quẩn lại một lúc của tôi lại thành cái người đánh chuỗi thắng. Đây rồi anh em ơi, bây giờ mới ra con ốc và ra luôn con rồng nữa này. Vậy là chúng ta là có 6 human nhá, đây là đủ 6 human rồi này. Đấy, bỏ cái này ra được chưa. Đồ này thì chắc là tạm thời là dồn cho con già thôi. Ok, con ốc đầu tiên nha anh em nhá, round 13 mới có con ốc. Thế tôi mới khuyên anh em là đừng có chơi cái bộ này mà, bởi vì anh em không thể nào anh em có thể là thông thạo được như thế này đâu. Để anh em có thể là chuyển bài luật được hay là anh em có thể vặn vẹo vào giai đoạn giữa game xoay sở làm nào để có thể sống sót, giữ máu hay là đánh có chuỗi thì nó rất khó với anh em. Tôi phải nói thật là như thế, khi mà anh em không thông thạo. Đấy, còn anh em thông thạo rồi thì nó khác, anh em phải luyện nhiều vào thì anh em mới có thể thông thạo được như thế này. Đấy, còn bản thân là tôi thì tôi có rất nhiều các cái con đường, thậm chí là tôi ở đây tôi đã ghi ra giấy rồi, nên là cái việc mà tôi chuyển sang cái đường nào của tôi ấy thì nó dễ lắm anh em ạ, nó cứ ra bài nào là ở trong giấy nó có. Đấy, mua con nào xong rồi ra tiếp con nào thì trong giấy nó có những cái gạch đầu dòng, gạch 1, gạch 2 là mua cái con gì thì nó có hết rồi anh em ạ. Thế nên là đấy anh em thấy là cái việc là làm content ấy
người xây dựng cái nội dung đấy nó cũng không có phải là dễ đâu. Anh em thấy là nó đều có nội dung và đều được viết kịch bản trước ra giấy. Tuy nhiên là đấy đúng kiểu chơi bắn trưởng luôn nha anh em nhá. Anh em có thích tôi đá về 9m không? Chuyện này thậm chí là tôi có thể chuyển sang 9m rồi tôi quay sang tôi chuyển sang ốc warrior cũng được luôn. Hứa với anh em luôn, nếu mà anh em thích tôi chơi 9m cho anh em xem. Đánh từ 9m chuyển sang với vãi cứt. Rồi từ từ nhá. Bỏ con này đi. Anh em sẽ thấy là cái độ thông thạo nó cỡ như nào khi mà anh em xem những cái clip như này. Thực sự là tôi không thể nào tôi có thể bỏ được giữa chừng hai clip, nó quá ít để anh em có thể xem được cái độ thông thạo. Đấy. Nên là tôi muốn là có thêm một clip nữa. Ụt. Vãi đái, thằng này nó có con gấu 2 này. Gấu Assassin 2. Càng đấy. Ra con gấu Assassin 2 rồi cơ à. Khả năng gặp thằng đấy là mất chuỗi đấy nhá. Đội hình của tôi là yếu hơn cái đội hình đó. Đấy rồi. Đá một chút sang 9m thì cũng vẫn là vô tư. Cướp điên, ok. Quá tuyệt vời. Tôi đợi cái cướp điên từ đầu đấy. Nhưng mà thôi được rồi. Bây giờ ghép rồi cũng được. Tí nữa cho ốc cầm thôi. Bao giờ mà ốc lên được 3 sao thì chơi thôi. Chứ cái tầm này bây giờ 15 round mới có một con ốc thì anh em biết là nó cũng sẽ giống như những cái trận trước, đúng không? Là chúng ta sẽ không có ốc mà chơi đâu. Rất khó chơi đấy. Rồi. Round 15 đúng không? Round 16. Tôi nghĩ là round 16 ấy, cái tầm này chỉ có gặp cái thằng top 2 thì may ra mất chuỗi thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ ấy mà có up cấp lên nữa thì cũng không có gì mạnh cho vào cả. Nó cũng không thêm được cái gì cả. Nên là tôi vẫn cứ để thế này thôi. Và về căn bản là nếu mà tôi up thêm cấp thì tôi sẽ phải bán con unicorn đi. Tôi chưa muốn. Tôi muốn là up cấp lên thì cho 2 bit vào. Ủa ôi. Gặp thằng này mất chuỗi không? Ê. Thằng top 2 nó chào tôi phải không nhỉ? Ôi chết rồi. Đen quá anh em ơi. Gặp con gấu assassin 2 sao có chém lan. Có bờ linh chém lan với cả BKB rồi. Khổ. Đùa. Thật là như thế luôn ạ. Đen quá anh em ơi. Tôi sợ nhất là gặp thằng đấy nó gặp luôn. Thế mới cay. Trời ơi, tôi định round sau lên up lên 9 tôi kẹp beat vào mà cuối cùng là tôi lại bị thua ngay ở cái round 15 à 16 nhá. Ngay sau round quái gặp luôn cái thằng mạnh nhất. Mà tôi biết ngay mà gặp thằng đấy thế nào cũng mất chuỗi. Đúng là tính toán đúng là biết tính là gặp thằng đấy là mất nhưng mà cũng chả biết làm nào anh em ạ. Đấy, mặc dù là tính toán nó cũng rất kỹ rồi. Ủa, khinh người thế, tao chào mà không chào lại à? Ô, trời ơi, tôi còn đang mải kêu, trời ạ. Có phải lúc nào cũng dành để ấn chào lại đâu? Với cả tôi có thấy chào đâu nhở? Anh em bảo đấy có phải là chào không? Vừa lấy là tôi nhớ là Tuấn Cơm Game Today hỏi chấm, ba cái hỏi chấm. Anh em nghĩ đấy là cái lời chào phải không? Tôi thì không nghĩ đấy là một cái lời chào đâu. Và nếu mà nó có là một cái lời chào ấy thì tôi nghĩ là đấy nó không phải là một cái lời chào lịch sự. Nên là tôi cũng không có cái nghĩa vụ của tôi phải chào lại. Buồn cười nhở. Đấy xong rồi bây giờ là xưng tao. Xưng tao thì rõ ràng đấy. Nó cái thể hiện ra là cái sự gọi là gặp nhau nó không vui. Nên là thôi. Chào gì. Chào gì đâu. Có khi lại chuẩn bị đấm tôi đến nơi rồi anh em ạ. Càng đấy. Thằng này phải chú ý cẩn thận thế này. Vớ vẩn lại anti bỏ mẹ. Cắt được chuỗi của tôi là coi như là Tuấn Cơm luôn. Tuấn Cơm hỏi chấm luôn. Càng đấy. Bình thường nếu mà vào trong game nhìn thấy tên là có thể chào luôn được mà. Đúng không? Sao lại cứ phải đến cái lúc mà có chuỗi thì mới hỏi chấm. Đùa, thật là như thế luôn ạ. Đùa. Dã man thật sự. Ô cái gì kìa. Hôm nay mày gặp tao coi như xui nhé. Ôi rồi ôi, anh em ơi tôi sợ quá. Đùa. Thật là như thế luôn anh em ạ. Thật là như thế luôn. Thật. Tôi hơi bất ngờ về cái sự tự tin của thằng đấy. Chắc là ra con gấu assassin đúng không?
Gấu Assassin lên 2 nên là tự tin là top 1 rồi đúng không? Dã man thật sự ấy. Coi như là gặp bạn, coi như là hôm nay tôi xui. Ok, xui vậy. Xui chứ còn gì nữa anh em. Đùa. Gặp fan thì mới vui chứ gặp mấy cái thằng anti xui bỏ mẹ ra. Thôi nhưng mà không sao anh em ạ, cố gắng dạy cho nó một bài học vậy. Đùa chứ. Nói thật là cũng chả muốn là bật chế độ try hard mode đâu. Chơi vui vui gọi là biểu diễn cho anh em cái bộ ốc thôi. Đấy, ốc warrior thôi, nhưng mà tầm này thì chắc là có khi là cũng phải từ từ để nghĩ lại xem đã. Nghĩ lại xem đã. Nếu mà được thì tôi vẫn cứ muốn biểu diễn cho anh em, nhưng mà trận này có một cái gai trong mắt đây rồi. Riêng là cái gai này phải nhổ tận gốc rễ. Đấy, không được để cho nó gây khét như thế được anh em nhá. Cái đời thủa nhà ai mà, thậm chí là tôi còn chưa kịp nói lời nào luôn. Tôi nhìn thấy cái chữ là game today hỏi chấm Tuấn Cơm một cái là tôi đã thấy chán luôn rồi. Đấy, tôi chưa kịp nói lời nào luôn mà nó tự lấy nó sổ tôi một tràng luôn anh em ạ. Dã man không? Đấy, tôi đã nói gì đâu, tôi đã chửi gì nó đâu. Đấy, thậm chí là tôi còn thậm chí là tôi một nụ cười của tôi ở trong game, một cái icon thả nhẹ tôi còn chưa dám thả. Thế mà coi như là nó đã coi như là chiêu đãi tôi một cái bữa buffet coi như chửi rồi, không được rồi. Thế này là có phải tính tiền rồi, tính tiền nhanh rồi đi về nào. Chắc chắn là phải dạy cho thằng cu này một bài học à. Hỗn thật đấy. Hỗn thật. Tôi nói thật với anh em là không thể để cho hỗn như này được. Anh em nhá. Lại còn cái thằng Hàn Quốc sang soi gì đây? Sao cứ sang soi nhỉ? Úi ôi, lại gì nữa đây kia? Trận này đừng có mà mơ mở lên top một nhái con trai. Úi, vãi lộn. Thôi. Anh em ạ, thôi không cần phải nói nhiều nữa rồi. Không cần phải nói nhiều rồi. Thằng này xác định là với tôi luôn, là đóng hòm luôn nha anh em nhá. Rồi để đấy, anh em để đấy để tôi bật chế độ try hard mode mắc đinh luôn ở trong trận đấu này. Để xem với con gấu assassin 2 sao thì mày sẽ làm gì. Bố láo bố lều với tôi. Không được. Để đấy tôi sẽ dạy cho thằng này bài học. Náo thật đấy. Rất hỗn. Rất hỗn. Mồm hỗn như này là phải ăn vả thôi. Nhớ anh em nhá. Để đấy. Nhưng mà bây giờ cái bài của tôi ấy, tôi nghĩ là tôi sẽ lên 10 luôn. Chứ tôi không ở 9 thì tôi roll ốc ở đâu anh em. Ốc bây giờ mà nó tự ra 3 sao tôi chơi thôi. Còn nếu không thì tôi sẽ phải chơi mắc binh anh em ạ. Sau đi anh em mà trận này không múa được. Trận này phải đánh. Thật sự phải chơi hard mode. Để dạy cho đối thủ bài học anh em nhá. Chứ nó hư quá rồi anh em ạ. Đấy, cháu này chắc là cũng bé thôi. Phải dạy cho một bài học mới được. Úi rồi. Được, ok, thì chính coi. Mẹ nó đẩy tôi khiếp quá anh em ơi. Cái thằng beat này nó đẩy tôi khiếp quá anh em ạ. Chết rồi. Lên dần lên 10 thôi anh em. Tiền bây giờ giữ tiền lên 10 kiếm 5 đô thôi. Tầm này ốc yếc cái gì ở đâu anh em. Bây giờ mới có hai con ốc nha anh em nhá. Tôi sẽ không roll ở 9 đâu. Tôi roll ở 9 tí nữa tôi bị thằng kia đấm sấp mặt nó chửi tôi nhiều hơn, hăng hơn ấy. Đấy anh em thông cảm nhá. Trận này là gặp cái thằng nó cứ chửi tôi nên là tôi phải thế thôi. Tôi phải coi như là bật chế độ try hard thôi. Nhưng mà bây giờ mà tôi đánh được cái kiểu kia thì nó lại hơi bay nhảy quá. Tí nữa toang đây anh em nhá. Bỏ mấy con này đi. Quá đáng sợ luôn. Với một vài thành phần bây giờ gặp vào trong game sợ thật sự. Gặp những cái thể loại như này lẳng lặng mà chơi thôi anh em ạ. Tôi cũng chả muốn nói gì. Anh em thấy từ nãy giờ tôi cũng chưa có nói gì. Tôi chỉ nói cho anh em thôi. Đấy. Chứ còn trong game mà tôi cũng không nói gì đâu. Tôi không nói gì đâu. Tôi lẳng lặng rồi tôi đấm thôi nha anh em nhá. À, thậm chí là đến lúc mà tôi đấm xong ấy, tôi cũng để cho tự họ nhận biết thôi. Là họ trình họ đến đâu. Đấy, chứ còn thực ra tôi nhiều khi là tôi cũng chả có chat lại, tôi chả gáy lại làm gì. Đấy, tôi cũng chả có, đấy anh em biết là tôi cũng chả có hơn thua cái gì mọi người cả. Có thực sự là cái việc mà tôi gáy ở trong cái game ấy, mà ở trên kênh của tôi ấy, thì kênh của tôi thích gáy gì là việc của tôi chứ. Bây giờ tôi làm content mà nhiều khi tôi gáy tí cho vui, đúng không? Anh em có công nhận là như thế không? Đấy, tôi gáy tôi thốt lên một vài lời nó cảm thán một tí cho nó vui vẻ. Nó gọi là làm nội dung mà. Đấy, chứ còn bây giờ mà lại chăm chăm vào chơi từ đầu đến cuối, không hò hét, không tạo lên những cái tiếng gáy thì thực sự nó cũng hơi buồn. Đấy, nên là cái này là không phải là vì là tôi là bản chất là tôi thích gáy,
Mà là cái bản chất vấn đề là đây là tôi đang tạo nội dung nha anh em nhá, để cho mọi người vui vẻ thôi. Và nhiều người người ta xem tôi, người ta không hiểu, người ta cứ tưởng là tôi bây giờ tôi bốc phét với tôi chém gió, anh hiểu không? Đấy, nhiều khi bị ghét ở cái đấy. Đấy. Đấy mà thậm chí là tôi cười nó cũng ghét, còn nghe có những cái đứa mà nó nghe tôi cười mà nó cũng ghét. Ê, bảo các anh em viewer ở trên kênh tôi là gà là không được nha. Ở đây toàn là có anh em là anh Queen nha, mà có anh em là còn top server cơ nha. Xem tôi nhá, chứ đừng có nói là gà nhá. Thằng này láo quá anh em ơi. Chết rồi, thế này là anh em đồng ý với tôi luôn đúng không? Là sẽ phải dạy cho cái thằng này một bài học. Đấy mà mẹ, người Thái nhá mà nói tiếng Việt anh em ạ. Người Thái như vậy nói tiếng Việt, thế nó có bố láo không như vậy. Tôi để ý cái cờ này nó là cờ Thái mà nó nói tiếng Việt nó mất dạy thật đấy. Rồi cứ nói đi, cứ nói cho sướng cái mồm đi. Tôi chưa nói gì đâu, cứ đợi đấy. Đến lúc mà tôi đấm nó rồi tôi cũng chả nói. Tôi cũng chả thèm luôn. Riêng cái bọn này cứ cho lên kênh thôi anh em ạ. Chứ mà tôi cũng chả chấp làm gì. Chửi nhau trong game bọn này làm gì đâu. Đây này, ui gặp nó này, nó khỏe quá anh em ơi. 6 bit rồi. Nhưng mà mày bị chói. Ồ, nó có BKB anh em ạ. Nó chết tôi rồi, nó đấm được tôi rồi đấy. Chuẩn bị chửi tôi này. Đấy anh em thấy không? Tôi biết ngay, tôi biết ngay mà. Thế nào nó cũng thế thôi. Riêng mấy cái thằng này nó hay có cái kiểu đấy. Nó cứ đấm được tôi nó sướng lắm anh em ạ. Thôi kệ thôi. Kệ thôi anh em ạ. Bây giờ chúng ta phải tập trung đây này. Không biết có lên được 11 không đây. Tôi muốn lên 11 cho nó có thêm slot. Bài này anh em cũng có thể thấy là tôi cũng vẫn đang giữ con ốc nha anh em nhá. Tức là tôi vẫn đang có ý định là chuyển sang cái bộ. Và tôi vẫn đang định làm tiếp cái tập 3 đây anh em. Đấy. Vẫn là 9 warrior ốc nha anh em nhá. Tôi cũng chưa có ý định là tôi sẽ xoay cái gì đấy tôi đấm nó đâu. Mà cái thằng Hàn Quốc này sao từ nãy giờ cứ sang soi ấy nhở. Ngoài cái thằng kia, cái thằng chẩu tre kia, còn một cái thằng Hàn Quốc nữa từ nãy giờ là cứ sang nó xếp bài nó counter tôi anh em ạ. Cáu thật sự đấy. Thật. Không biết là cái thằng đấy là cũng có phải là fan của tôi, là người Hàn nói tiếng Việt không. Cũng giống như là người Thái nói tiếng Việt. Không biết không, có phải không. Không lại tí nữa này tự nhiên lại ông này giải quyết được xong một ông thì lại còn ông khác nữa cũng lại bắt đầu gáy. Thế thì sợ lắm nhờ, hết hồn. Mà cái thằng Hàn Quốc chuối nó còn căng hơn cả thằng kia cơ anh em ạ. Dã man thật sự. Mặc dù thằng kia có cái con gấu assassin 2 sao nhá, mà nó còn không có chuối. Mà thằng Hàn Quốc nó còn có chuối cộng 10. Thế là thế nào? Đây rồi. 6m đã. Anh em ạ, 6m đã này. 6m vào đã. Ok. Mà có vẻ như là khá yếu đấy. Cá lông này là chắc chắn là phải mua này. Rồi, tôi mua cá lông tí nữa counter con này anh em ơi. Thằng này nó chưa full lần anh em ạ. À không phải, có 3 thằng chơi beat. Đấy tôi cứ mải nó tôi không để ý lắm. Trận này có 3 thằng chơi beat, thằng này sắp đi rồi. Nhưng mà nó cũng đẩy tôi một mớ máu luôn. Thôi chết tôi rồi. Ui anh em ơi, đoạn này tôi bị đẩy nhiều quá. Thì chết bỏ mẹ. À. Ủa. Khó chơi nhờ. Tôi mà toang cái round này thì thế nào bọn nó cũng sẽ chửi tôi cho mà xem. Chuyển sang 9m nha anh em nhé. Đá 9m đã này. 9m anh em ạ. 9m. Tôi nhìn thấy rồi, tôi nhìn thấy rồi. Tôi nhìn ra bài rồi anh em ơi. Phải nhanh ở cái đoạn này thôi. Từ từ nhá, con này ra này, con này ra này, con này ra này. Con này ra này. Đây rồi. Ok anh em ơi. Tôi có sống được không đây? Bây giờ tôi đang phải chuyển sang 9m. Qua 9m đã anh em ạ. Chúng ta đã đá qua bài 9m rồi đấy. Anh em ơi, đúng theo là cái kịch bản của tôi là chuyển sang 9m rồi đó, chuyển sang 9 warrior luôn. Dã man thật sự, vẫn đúng kịch bản anh em nhá. Nhưng mà gặp cái thằng này ăn nổi không? 9m ăn nổi không? Nhưng mà chưa mạnh. 9m này chưa form mạnh. Chết rồi, nó lại đấm tôi một phát nữa này. Ôi. Nhưng mà mất ít máu thôi. Thì cũng may. Mất ít máu thôi anh em ạ. Càng quá nhờ, còn có 27 máu anh em ơi. Tôi chết rồi, nó gáy khét lắm đây này. Đấy, tôi biết ngay mà. Thế là hôm nay không ra được clip rồi nhỉ. Anh em thấy không? Tôi biết ngay, cứ mỗi lần nó đấm, anh em cứ để ý xem, cứ mỗi lần mà nó đấm tôi được ấy, nó sang nó đấm tôi ấy,
là coi như là lò gáy anh em, dã man thế như này. Làm nào giờ? Có Warrior nữa không nhỉ? Tôi nghĩ là vẫn có chứ. Sao lại không? Đúng không? Ngại gì đâu. 9m cái đã. Chín mét cái đá anh em nhá. Từ từ đã. Cắt chuôi cái thằng kia đã rồi mới chuyển được. Bây giờ 9m cắt chuôi đã anh em ơi. Từ từ đã, bình tĩnh. Không có cái gì phải vội cả. Chúng ta vẫn có thể sống được với 27 máu. Yên tâm. Xin cái chuỗi đã nào. Xin cái chuỗi. Hay lắm. Xin cái chuỗi. Được. Hay lắm Flame ơi. Được. Đây rồi, cái cơ hội được. Cái cơ hội đây rồi. Thôi không cần lên 11 anh em ạ. Thôi đánh còn vừa rồi. Hết máu rồi anh em. Ơ tao là người cắt chuỗi cơ. Thằng bên kia không cắt được chuỗi. Sướng chưa. Cứ gáy đi. Cái thằng Hàn Quốc nhá, vừa lấy soi tao nhá. Bây giờ là một mình đánh với hai đấy anh em. Một thằng này nó cứ soi tôi, một thằng gì nó anti. Chửi tôi coi như là một thằng là phá bằng cách là soi xếp bài. Một thằng thì phá bằng cách gì? Là đánh vào đòn tâm lý. Chửi từ đầu game đến cuối game. Dã man thật sự. Rồi cái round này thì đương nhiên nó vẫn là 9m thôi anh em. Nhưng cái round sau thì tôi có thể là tôi kiếm một lần human nữa. Nhưng mà có vẻ như là cái round quái 30 tôi sợ là nếu mà kiếm human thì khả năng toang quái rất cao. Nhận thông minh là chưa biết ghép gì anh em nhé. Từ từ đã. Thằng này nó còn... Anh em biết tại sao nó tự tin không? Bởi vì là nó đang có ý định là lui con gấu assassin đến 3 sao đấy anh em. Chính vì thế nó tự tin nó đấm vào tôi đấy. Thì cũng phải thôi. Bây giờ mới đấm hộ lần nữa rồi không? Đấm đi. Ui không được rồi anh em ơi. Nó vẫn khỏe quá. Đồ nó mắc binh rồi anh em ơi. Chém lan rồi thì... đấy anh em cũng có thể thấy là nó có cái Kira, găng tay Kira vãi cứt luôn. Khó. Đây rồi, cơ hội nha anh em nhá. Từ từ đã, để xem nào. Bây giờ mình 6 human được không? Không được. Không được. Nó bị kích hệ. Không được, kích hệ Clay. Nhưng mà bây giờ mà bỏ ca lông ra thì làm sao mà đỡ được nó quái. Không được anh em ơi. Bỏ con này ra thì cũng không được. Thế này lại bị kích hệ beat. Ui giời ơi, thế đéo được rồi. Thế này thì... là cũng không được luôn hả? 3m? Thế này thì sao? Thế này thì... Không được. Thì không có human. Thôi được rồi. Lại 9m vậy. Không được anh em ạ. Không được. Nó, tất cả những cái con ở trên bàn cờ nó đều dính vào cái bộ đấy. Bây giờ tôi bỏ con nào vào nó cũng không được anh em ạ. Thôi tôi chết rồi. Không lên được 11. Tôi đánh ở 10 vậy. Anh em nhá. Bó tài. Khó đấy. Trận này khó. 23 máu. Còn hai thằng đúng không? Nhưng mà tôi vẫn muốn búa anh em ạ. Tôi chắc là tôi vẫn búa thôi. Tôi sẽ búa qua cái bộ Warrior như đã hứa nha anh em nhá. Chứ tôi không để 9m đâu. Bởi vì nếu mà tôi để 9m thì chắc chắn là hai cái thằng này ấy, là nó không ăn được tôi đâu. Anh em nhá, chắc chắn nó không ăn được tôi đâu. Đấy là tôi chuyển qua bộ kia cho nó tăng độ khó lên. Tăng độ khó lên chút anh em ạ. Chứ còn cái tầm này bọn nó ăn cái kiểu gì của tôi. Tôi coi như là tôi chỉ thả cho nó được đến cái round 31 thôi anh em ơi. Còn bây giờ thì cái cửa gì ăn được anh em. Đây tôi chuyển sang Warrior luôn đây cho anh em xem đây. Tôi nói thật với anh em là chả có cái cửa gì mà ăn được tôi cả ấy. Cho máy bay vào chứ. Nhầm. Ốc này 2 sao. 2 sao chơi cái gì. Chơi ốc cái gì anh em. Ốc 3 thì chơi. Thôi từ từ bây giờ roll ốc 3 thôi anh em. Ốc 3 thì chơi nhá. Còn ốc 2 thì thôi cút. Tôi chết. Quên. Chưa lấy đồ. Ui ra con sai linh rồi kìa. Càng đấy bạn ơi. Con đang này mất ít máu rồi nhá. Kìa. Rồi. Giờ thì sao hả Lucialo. Giờ thì sao. Giờ thì sao nhở. Nói gì đi. Bạn hãy nói gì đi Lucialo. Không thể nói gì. Chắc là không lấy nói gì là để định chuyển bài à, định ủ mưu chuyển bài à, hay là định làm cái gì. Ừ thì làm gì làm đi nhá. Ok đây rồi. Tôi đùa anh em thôi chứ còn thực ra vừa lấy để 9m thì không ăn được. Nhưng mà chuyển sang 9 thì lại ăn. 9 Warrior counter và beat mà anh em. Sợ gì, dăm ba cái thằng danh.
Bây giờ sang đây, bây giờ... Ô, không thể nói gì luôn đấy anh em ạ. Đang chuỗi trừ 3, trừ 3 kìa. Chuỗi thua trừ 3 kìa, 15 máu. Ô, thế là thế nào nhở? Ô. Clip này chắc chắn là sẽ lên trong cái buổi tối ngày hôm nay rồi. Không biết là cu cậu có lên trên kênh có xem không. Nhưng mà xem thì chắc là cũng buồn lắm đấy nhở. Lucialo nhờ, không biết là có buồn không. Thế buồn thì cho chú xin lỗi nhá. Rồi, để xem là tầm này thì Lucialo gọi ra là con gấu assassin 3 sao thì làm gì được tôi nhá. 15 máu vớ vẩn rau sau đi luôn chứ làm gì có cái cửa nào để mà có thể là làm gì được nữa đâu. Anh em cứ tin tôi, rau sau có khi bay màu. Rồi, để xem nào. Thằng này thì có ăn được không? Nếu mà ăn được lốt thằng này thì thôi nhá anh em nhá. Trên này là múa nên như thế là cùng, nhưng còn như thế nào nữa anh em. Chuyển rồi, đánh từ human nhá, chuyển từ cửa lai sang human mết, xong rồi sang 9 mết, xong rồi là sang 9 warrior ạ. Nó cũng gọi là mắc thông thạo rồi anh em ạ. Tôi nói mà, chơi cái kiểu gì thì nó cũng ra cái bộ này thôi. Trời ơi, cháu nó chỉ có 8 máu kìa, không ngăn được nổi ai luôn. Gấu assassin to quá, sợ quá. Đầu game tôi còn nhớ có cái quả gì nhỉ, cái gì nhỉ, bảo trận này không lên được top 1 hay là cái gì nhỉ? Tự nhiên tôi quên mất rồi. À, trận này thua thì đừng có khóc nhé. Tôi nhớ có cái đoạn đấy đấy, trận này thua thì đừng có khóc nhé. Trời ơi, tôi cũng vẫn đang khóc đây, mặc dù là tôi không thua nhưng mà tôi vẫn khóc. Khóc bởi vì là xúc động anh em ạ. Xúc động quá, xúc động quá. Gặp cái trận đấu, nói thật với anh em, quá xúc động luôn. Rồi, vẫn khóc nhá, vẫn khóc nhá cháu. Thôi rồi, thì bây giờ để xem nào. Round này, à anh em ơi, tôi nhớ rồi, round này là tôi là gặp hai thằng anh em ơi. Tôi sẽ là cái người tiên nó anh em ạ. Trời ơi, không có gì đau đớn hơn. Chính tôi là cái người tiên nó ra đi anh em ơi. Úi, nhưng mà bản sao, gặp bản sao anh em ạ. Trời ơi. Gặp bản sao, tôi lại không phải là cái người tiễn nó, thằng kia tiễn. Đâu, u rồi đồ không à, khôn ra rồi đấy. Khôn ra một chút rồi đấy, nhưng mà làm sao? Làm sao? Làm sao như nào? Không nhấc cái tay lên. Ồ, hai máu. Ồ, thế là vẫn là tôi tiễn nó anh em ơi, vẫn chưa chết. Nó chỉ làm cho cái lỗi đau nó thêm dài thôi cháu ạ. Sang đây. Thôi được rồi, round 34 còn không sống được đến round 35 cơ anh em ạ. Tức là nó là một cái bước nữa là đến ngưỡng cửa của cái round 35, ngưỡng cửa của cái cửa của thiên đường ấy. Nhưng mà chết ở ngay round 34 mà lại còn gặp tôi nó mới cay lại, đùa. Thật là như thế luôn, cháu nó chắc hôm đêm này mất ngủ rồi anh em ạ. Chắc chắn là đêm này mất ngủ. Đấy. Vớ vẩn này, tôi có khi là tôi đấm cháu nó lại trầm cảm, các bác sĩ lại hôm nay lại có thêm công việc. chết. Thế này phải xin lỗi các anh em bác sĩ thôi. Cái ngày mà tôn vinh các anh em, cái ngày mà là cái ngày nghỉ Tết của anh em mà tôi lại bắt anh em là phải làm việc cái này. Đi rồi anh em, chắc chắn luôn đấy. Quả này tôi gặp nó à. Đấy, như là cái bản sao của tôi anh em ạ. Trời ơi, gặp cái bản sao của tôi tiễn đi thì có cay không như lại. Vãi đái thật sự. Thôi nha, tạm biệt. Tạm biệt. Đấy, tạm biệt luôn, tạm biệt sớm luôn. Không nói nhiều, trời ơi, anh em trên kênh anh em xem chắc cũng vãi cứt luôn. Trận này nó hay quá đi thôi anh em ơi. Đùa. Cái kết cục là do khi mà nó đã thể hiện từ đầu rồi. Nên là cái kết cục nó đã rõ ngay từ đầu rồi anh em nhá. Đấy, trời ơi. Ui, quyết luôn anh em ơi. Quyết luôn, không kịp nói lời nào. Đấy, anh em nhìn kìa, anh em nhìn avatar đen luôn, cáu anh em ạ. À, cáu lắm đấy, cáu lắm đấy anh em ơi. Quýt luôn cơ mà. Ít ra là cũng phải lán lại một tí để xem tôi biểu diễn tí chứ. Làm gì quýt nhanh thế. Quýt nhanh thế. Hay là quýt là vì là sợ tôi chửi. Hay là sợ tôi là nói gì đúng không? Tôi đã nói là tôi không nói gì mà. Tôi không được tôi nói ai cả anh em nhá. Trong game tôi không có chửi. Đấy. Tôi là bình thường thôi. Chả qua cháu nó mất dạy quá, hỗn quá nên là tôi phải dạy cho một bài học. Nhưng mà tôi nghĩ là như thế là nó đủ một bài học rồi đấy. Chứ còn bây giờ tôi lại căng lên tôi lại chửi nó thì nó mất hai anh em ạ. Thôi, để đấy, để cháu nó bao giờ cháu nó lên trên kênh cho nó xem clip này. Đấy, rồi sau đấy chắc cái hơn anh em ạ. Thôi được rồi, bây giờ lo lốt thằng cuối nhá. Nó đang có cái tư tưởng là nó kẹp Doom vào để nó counter con ca lông của tôi đấy. Khá là thông minh.
Thậm chí là bây giờ có vẻ như là đang có ý định là chuyển sang đá ở đây này. Đánh khôn phết đấy anh em ơi. Định chuyển sang đá để counter vào Warrior ấy hả? Mà tôi không nghĩ là counter đâu. Bộ này tôi chơi thông thạo lắm rồi anh em ạ. Bao nhiêu lần gặp cái bộ 6 đá rồi tôi có sợ gì đâu. Cái vấn đề đó là con nào là cái con cầm đồ thôi anh em. 6 đá tôi chuyển đồ ra cho con máy bay mà. Làm gì có cái cửa ăn được tôi. Kẹp Doom vào luôn này. Doom luôn mà con ca lông. Bây giờ phải cố gắng kiếm cái con máy bay hay sao. Đấy, mà tôi bây giờ tôi tí nữa tôi cũng chuyển đồ cho ốc nha anh em nhá. Tôi bây giờ tôi đang cố gắng luôn cái con ốc lên 3 sao đây. Tí nữa thì tôi chấp hết cả Doom luôn. Ốc mà nó lên được 3 sao nhá thì nó gánh hết anh em ạ. Cần gì ca lông đâu. Ca lông này diễn viên phụ thôi. Tí nữa ốc full đồ đấm hết. Yên tâm. Nhưng mà vấn đề là ốc có lên được không thôi. Con ốc này nó carry kinh lắm anh em ạ. Nó là con mạnh nhất solo luôn đấy. Nó tí nữa nhá, cái bọn này nó chuyển nó 6 đá đi. Tôi chuyển hẳn sang Greater ốc luôn. Sợ quá ấy. Anh em cứ yên tâm. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục ra roll con ốc 3 nào. Nhiều chú quỷ không này. Tự nhiên là tôi thấy mất vui anh em ạ. Tôi tự nhiên cái thằng kia nó bay màu tôi mất vui luôn ấy. Thề. Bây giờ đánh cái thằng Hàn Quốc này thì nói thật với anh em kiểu gì tôi cũng ăn được thôi. Mà tôi muốn cái thằng kia nó sống đến cuối cùng để solo 1v1 ấy thì nó mới hay, nhưng mà ai ngờ nó lại chơi nó lại không vào top. Đấy, thằng này nó chuyển sang đá này. Không sao anh em nhá. Không sao, vẫn vô tư. Không dễ đâu anh em. Nói là counter và Warrior nhưng mà chưa chắc đã ăn được đâu. Anh em ạ, Warrior này là Warrior bắn trưởng cơ mà. Có phải Warrior đánh tay đâu mà sợ là đá. Đấy anh em thấy không? Ồ, nó vẫn ăn được tôi này. Không, làm sao ăn được? Cá lông vẫn sống cơ mà. Cá lông vẫn sống đây, ăn cái kiểu gì? Không có cửa anh em ơi. Nói thẳng luôn là không có cửa anh em nhá. Khó lắm, trận này top 1 rồi. Tôi thậm chí tôi không cần chuyển sang Greater cơ. Thôi nhá, bỏ qua luôn. Bởi vì làm sao tôi thông thạo ở bộ này, tôi gặp cái bọn 6 đá rồi, tôi biết cách chơi cái bọn đấy rồi anh em ạ. Cũng chả cần phải chuyển ấy. Nó chỉ cần là con máy bay là full đồ thôi. Nó clear hết ý mà. Còn một hai con thì cái bọn 6 đá nó khỏe là bởi vì là nó có thể là đóng đá và nó có thể là đánh vào cái con mà nó bị hóa đá. Nhưng mà nó mới bị clear hết thì làm sao mà nó có con nào đánh được nữa đâu. Anh em hiểu không? Đấy, bây giờ mày kiếm được con Dark Spirit 2 sao, kiếm được con Light Spirit 2 sao thì nó cũng chả thể kiếm được ý. Cũng kiếm được rồi, nó hết tiền rồi. Cái tầm này là hết lực rồi anh em ạ. Tôi vô địch rồi. Anh em nhìn con máy bay, nó chỉ cần tôi dồn đồ cho máy bay thôi thì bọn này là một cái thả bom thôi là chết hết. Tôi có hai cái thả bom cơ mà, tức là 4 quả tên lửa rơi xuống. Rô tôi để đây rồi anh em ạ. Thế là trò chơi kết thúc anh em ạ. Quá là mắc thông thạo luôn. Thông thạo nó phải rơi vào tầm tối thượng rồi anh em ơi. Bí kỹ tối thượng rồi, luyện đến cái tầm tối thượng rồi anh em ạ. Thôi nhá, hôm nay nó sẽ là cái tập cuối cùng. Nếu mà anh em đến cái tập này mà anh em còn chưa thỏa mãn nữa ấy thì tôi cũng chịu anh em nhá. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian mà anh em chưa xem tập 1 và tập 2 của cái bộ này thì anh em hãy xem tập 1 ở clip bên trái nha anh em nhá, ở màn hình kết thúc. Và tập 2 ở clip bên phải ở màn hình kết thúc. Anh em xem đi nhớ, hay lắm anh em tin tôi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên cũng như là donate để hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên cái màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.